Khánh Vân thị phạm tiếng Việt cho đại diện Albania, tỏa sáng rực rỡ với đầm hồng tại ổ bèn mài ỉn ỉn chỗ đục sần. Giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh và trổ tài thị phạm tiếng Việt cho đại diện Albania. Bước sang ngày thứ tư tại ngôi nhà chung, Khánh Vân đã chính thức có những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ cuộc thi Miss Universe 2020. Mới đây, cô vừa hoàn thành phần thi ghi hình ổ bèn mài ỉn ỉn chỗ đục sần. Tại phần thi ghi hình cho Miss Universe 2020, các thí sinh lần lượt được mặc trang phục, phụ kiện do ban tổ chức lựa chọn. Trước đó, Khánh Vân có chia sẻ cô có sự cố về vết thương ở chân nhưng điều đó không cản trở sự tỏa sáng của cô ở chặng đường vô cùng khốc liệt này. Diện trên mình bộ đầm hồng cánh sen ôm sát cơ thể, thiết kế này giúp Khánh Vân khoe trọn đôi chân dài thon gọn của mình. Có cơ hội đọ dáng với các đối thủ nước bạn, nhưng phần đông ý kiến cho rằng thần thái và vóc dáng của Khánh Vân không hề kém cạnh các mỹ nhân khác, thậm chí còn nhỉnh hơn rất nhiều lần. Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, Khánh Vân tự tin giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh với mọi người, cô còn trổ tài thị phạm cho đại diện Albania với những câu nói quen thuộc như, "Xin chào Việt Nam." Đúng như những gì Khánh Vân chia sẻ trước đó, ở các hoạt động bên lề cô sẽ dùng tiếng Anh để kết nối các thí sinh cũng như ban tổ chức một cách dễ dàng nhất. Khánh Vân cùng các đối thủ khác. Như vậy, chỉ có một tuần nữa, đêm chung kết Miss Universe 2020 sẽ chính thức diễn ra. Trước mắt Khánh Vân chính là ba phần thi vô cùng quan trọng, phỏng vấn kín, trang phục dân tộc và đêm bán kết. Trước khi dồn hết sức cho đêm thi quyết định vào ngày 16 tháng 5 năm 2021, Khánh Vân phải thật sự tự tin để ghi điểm với ban giám khảo tại những thử thách khó nhằn này. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.